Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Đức Phúc có phản ứng gây chú ý trước lo ngại của cộng đồng mạng về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ khi tham gia Running Man. Khi bị một khán giả cho rằng Đức Phúc tham gia chương trình sẽ có thể bị hư mũi, cằm, nam ca sĩ nhanh chóng phản bác. Trong teaser hé lộ tập 2, chương trình Running Man Việt Nam sẽ chào đón hai khách mời, hot streamer Chris Fan và ca sĩ Đức Phúc. Trong đó, Đức Phúc được mệnh danh là nam thần ngây thơ với nụ cười hồn nhiên thương hiệu. Liệu anh có vượt qua được những thử thách khó nhằn đến từ chương trình hay không? Đức Phúc hứa hẹn cây bão trong tập 2. Tuy nhiên, khi chương trình chưa lên sóng, Đức Phúc đã có màn đáp trả khi đọc được dòng bình luận của một khán giả cho rằng nam ca sĩ tham gia chương trình có nhiều sự va chạm như vậy thì có sợ bị hư mũi hư cằm hay không? Bình luận kém duyên của một cư dân mạng khi nhắc đến Đức Phúc. Ngay sau đó, giọng ca Hơn Cả Yêu đã có màn đáp trả lại trên trang cá nhân. Anh cho biết, ban đầu khi nhận được lời mời từ ban tổ chức, cũng lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến chiếc mũi. Tuy nhiên, khi được bạn bè ủng hộ, động viên, anh đã nhận lời tham gia chương trình. Sau khi quay hình với đủ loại va chạm, vật lộn lên bờ xuống ruộng, chiếc mũi vẫn bình thường khiến anh muốn được chơi tiếp những tập khác. Nam ca sĩ tự tin tham gia những trò chơi vận động mạnh, không ngại vật lộn với những đối thủ mạnh như Liên Bỉnh Phát, Thúy Ngân, Ngô Kiến Huy. Tình cờ đọc được bình luận này, trước thì chắc hơi buồn, giờ đọc xong thì lại ngồi cười, cười vì người ta nói đúng những suy nghĩ của mình quá. Thực tế thì việc tôi thay đổi ngoại hình thì ai cũng biết rồi, không có gì phải giấu hết, nên đọc được những bình luận như vậy thì thấy bình thường. Thú thực, trước khi nhận lời tham gia làm khách mời của chương trình Running Man Việt Nam thì tôi suy nghĩ rất nhiều vì sợ trò chơi mà mạnh quá, không may hư mũi chắc chết, mũi vàng, mũi kim cương của tôi. Mà sau một hồi hỏi ý kiến bạn bè, người thân rồi được động viên không sao đâu, chơi đi và bị chửi khùng quá, cứ làm lố lên thì tôi đã quyết định nhận lời. Đến ngày quay thì có nhiều va chạm mạnh thật, vật lộn lên bờ xuống ruộng cũng có, nhưng trộm vía không có vấn đề gì xảy ra với chiếc mũi của tôi. Ngược lại chơi xong còn muốn chơi tiếp, nên là không có gì phải lo nha mọi người, nam ca sĩ tâm sự. Màn phản hồi của Đức Phúc trước bình luận lo lắng cho phần mũi cằm của anh. Nam ca sĩ khẳng định trấn an người hâm mộ, đừng lo lắng vì chiếc mũi anh vẫn an toàn sau khi tham gia Running Man Việt. Mặc dù đã được lộ diện những hình ảnh đầu tiên, nhưng mọi người vẫn tò mò và suy đoán về vai trò của hai anh chàng trong đại hội thể thao tập 2 này. Chắc chắn đây sẽ là một tập đáng được mong chờ vì dàn khách mời nổi tiếng mặn mà. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.